Nhằm kích cầu du lịch và chào mừng Festival Nghề truyền thống Huế 2023, tỉnh Thừa Thiên Huế đang tổ chức lễ hội khinh khí cầu nét đẹp cố đô. Đây cũng là lễ hội khinh khí cầu được xã hội hóa có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Lễ hội diễn ra tại sân Hàm Nghi từ ngày 13 tháng 4 đến 20 tháng 4 bên trong kinh thành Huế, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tham dự với 12 quả khinh khí cầu có đường kính từ 25 đến 28 mét, bay cao từ 300 đến 500 mét, mỗi lượt có thể chở 2 đến 3 du khách cùng phi công điều khiển. Đây cũng là cơ hội để du khách được trực tiếp trải nghiệm cảm giác ngồi trên khinh khí cầu và ngắm nhìn kinh thành Huế hoặc trải nghiệm bay tự do, ngắm bình minh, hoàng hôn trên vùng đất cổ đô. Mình thì sinh sống và lớn lên ở Huế thì mình thấy cái lễ hội này là rất là tuyệt vời để thu hút người dân để mà đến dân con cái để đi chơi cho vui, và cũng là điều kiện mà để Huế để quảng bá cái du lịch. Lễ hội khinh khí cầu là một cái dạng trải nghiệm mạo hiểm mang tính thể thao và cũng có cái sự tương tác rất cao, đặc biệt là thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Vì vậy chúng tôi cũng hy vọng rằng về việc tổ chức lễ hội khinh khí cầu hàng năm và định kỳ trong một vài đợt trong năm sẽ có thể tạo được một cái điểm nhấn về du lịch. Đây là lần thứ hai lễ hội khinh khí cầu này được tổ chức tại cổ đô Huế. Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng kỳ vọng tổ chức thêm các hoạt động, sự kiện phụ trợ cùng lễ hội khinh khí cầu, qua đó kéo du khách đến với Huế ngày càng đông. Thưa quý vị khán giả, được ngắm cổ đô Huế từ trên khinh khí cầu là một trải nghiệm hết sức đặc biệt. Trong những năm trở lại đây, lễ hội khinh khí cầu là một sản phẩm du lịch hoàn toàn mới lạ và độc đáo, qua đó tăng trải nghiệm cho du khách cũng như kéo dài thời gian lưu trú của du khách khi đến với cổ đô Huế.